Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Hơi sáng ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay thật bất ngờ tăng mạnh trở lại ở thị trường miền Bắc, có những địa phương tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg. Và nhiều trại trong ngày hôm nay đã bán ra với mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, thay vì chỉ 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg như những ngày trước đó. Đặc biệt, một số huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như là Chương Mỹ, Ba Vì hay là Đan Phượng là khu vực có mức giá cao trong ngày hôm nay. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, hai tỉnh đó là Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên cũng đã xuất hiện mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và thậm chí ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định đã lên đến mức giá 58.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương ở tỉnh Nam Định đều có mức giá cao, như huyện Ý Yên chỉ dao động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg, nghĩa là có sự chênh lệch khá lớn giữa các huyện ở khu vực này. Cũng tại thị trường miền Bắc, một số địa phương có mức giá khá thấp như là Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn hay là khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Nhiều chăn nuôi chỉ báo giá dao động 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Đối với một số địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình chỉ dao động mức giá 52 cho đến 55.000 đồng là phổ biến. Ngay như Lai Châu trong ngày hôm nay, lợn trắng thường chỉ dao động mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng giá hơi trong ngày hôm nay có xu hướng tăng ở thị trường miền Bắc. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Còn đối với thị trường miền Trung, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Tĩnh vẫn đang dao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số huyện ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí huyện Đô Lương của tỉnh Nghệ An, nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 60.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá, đang dao động trong khoảng 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Kon Tum, nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đà tăng giá hơi đang có xuống chậm lại. Nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ vẫn xuất hiện mức giá 60.000 đồng trên 1 kg, nhưng không có sự biến động so với những ngày trước đó nữa. Còn đối với thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn, dao động 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ngay như thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay cũng chỉ báo giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Riêng chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là có mức giá cao hơn so với các địa phương khác ở thị trường miền Đông Nam Bộ. Với việc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ đang nỗ lực khống chế dịch trong tháng 9 thì chắc chắn giá hơi ở thời điểm đó sẽ được dự báo tăng trở lại. Và cụ thể, giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, Hà Nội đang dao động phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Riêng đối với huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng báo giá lên đến 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá phổ biến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số huyện như Thanh Miện có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Hải Phòng dao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 57.000 đồng trên 1 kg ở huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên, nhưng phần lớn các huyện ở khu vực này phổ biến dao quanh 54 cho đến 55.000 đồng. Vĩnh Phúc dao động mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh trong ngày hôm nay có xu hướng tăng 2.000 đồng ở huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh lên đến 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa bàn khác ở tỉnh Bắc Ninh chỉ dao động 54 cho đến 55.000 đồng là phổ biến. Nam Định, Ninh Bình dao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay, Sơn La dao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Lai Châu giao động mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg đối với lợn thường, lông trắng. Điện Biên giao động mức giá 55.000 đồng. Hòa Bình giao động trong khoảng 53.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Bắc Giang giao động mức giá 54.000 đồng. Cao Bằng và Hà Giang phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay cũng bán được, giao động 52 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn 53.000 đồng trên 1 kg, Quảng Ninh 55.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay đối với lợn đẹp giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Hai Bề chỉ giao động mức giá 51.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến trong khoảng 53 cho đến 54.000 đồng và địa phương này không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tỉnh Thái Nguyên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá tăng ở một số địa phương. Như Phổ Yên trong ngày hôm nay, lợn đẹp tăng 2 giá lên đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, lợn xấu ở địa phương này chỉ dao động 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay ít có sự thay đổi. Thanh Hóa đang dao động trong khoảng 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá tương tự. Trong khi đó, Hà Tĩnh dao động trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng là phổ biến. Các địa phương như Quảng Bình 53 cho đến 54.000 đồng, Quảng Trị cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Huế báo giá 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi dao động trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng, Bình Định 54.000 đồng trên 1 kg, Phú Yên trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai dao động trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng, Kon Tum 54.000 đồng trên 1 kg, Đắk Lắk trong ngày hôm nay dao động trong 53 cho đến 55.000 đồng, Lâm Đồng 56.000 đồng là cao nhất, trong khi đó Đắk Nông cũng chỉ dao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, sau nhiều ngày tăng giá thì trong ngày hôm nay đã có xu hướng chững lại, đặc biệt là các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn duy trì mức giá cao 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể trong ngày hôm nay ở Sóc Trăng, nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo siêu loại 1 ở nhiều huyện lên đến 57 cho đến 60.000 đồng, trong khi đó dòng áp siêu và hai bì chỉ dao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh trong ngày hôm nay giao động mức giá 56.000 đồng, Cà Mau 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang báo giá dòng heo siêu từ 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Áp siêu phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Đối với tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay giao động mức giá 53 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đối với dòng heo siêu có mức giá cao nhất là 59.000 đồng. An Giang ở huyện An Phú giao động mức giá 57.000 đồng trên 1 kg là cao nhất, trong khi đó dòng hai bề chỉ giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Bạc Liêu giao động trong khoảng 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Long An 55 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trong ngày hôm nay giao động mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Đồng Tháp giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu giao động mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều huyện ở khu vực này phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Cần Thơ giao động mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai giao động mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và tỉnh Bình Dương giao động trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng là phổ biến trong ngày hôm nay. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin Giá Hơi sáng ngày 14 tháng 8 năm 2021. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.